Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài phóng sự của Đài Á Châu Tự Do. Người dân phải trả tiền tiêm vaccine, chính sách không nhất quán. Đề xuất mới có đi ngược lại chủ trương không? Trong công văn Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trả lời Bộ Y tế về việc mua 5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng Moderna vào ngày 11 tháng 8, lãnh đạo thành phố lớn nhất cả nước đã kiến nghị Bộ Y tế sớm ban hành quy định cụ thể giá dịch vụ tiêm chủng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Bộ Y tế cấp phép cho tập đoàn Vina Capital và Safaco sau khi nhập vaccine Moderna về Việt Nam thì được phép tổ chức thu phí tiêm vaccine theo cơ chế mua 5 liều tặng xã hội một liều. Trao đổi với Đài Á Châu Tự Do từ Hà Nội, tiến sĩ bác sĩ Trần Tuấn, giám đốc trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng, bác sĩ dịch tễ từng làm việc cho Viện Vệ sinh Dịch tễ và Vaccine. Bộ Y tế khẳng định đề xuất tiêm dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh sẽ không được phê duyệt. Tôi cho rằng thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước nguy cơ dịch nên họ đang tìm mọi cách để tiêm nhanh lên thì họ đề nghị như thế. Họ đề nghị thì cứ đề nghị thôi, nhưng đứng về mặt dịch tễ học và hệ thống y tế tính hiệu quả thì tôi nghĩ Bộ Y tế không cho. Bọn tôi ngoài đây cũng đang vận động không tiêm dịch vụ, cũng biết nhiều ý kiến đề nghị tiêm dịch vụ, nhưng tôi nghĩ rằng cho đến nay Bộ Y tế vẫn đang khá thống nhất tiêm miễn phí không tiêm dịch vụ. Doanh nghiệp thì bao giờ họ chẳng tận dụng cơ hội khác nhau để làm kinh tế, đó là chuyện của họ, còn người làm chính sách sẽ phải cân nhắc. Một người dân không muốn nêu tên đang sống tại Sài Gòn cũng cùng quan điểm không đồng tình với đề xuất mới của Ủy ban Nhân dân thành phố. Tôi nghĩ rằng một đất nước cách đây khoảng 6 tháng vỗ ngực tự hào có trên 100 tỷ đô la dự trữ quốc gia thì không có lý do gì kinh doanh vaccine trong thời kỳ đại dịch. Nhà nước và đảng phải có trách nhiệm, phải lo cho người đóng thuế, không có chuyện dịch vụ gì ở đây cả. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính trong ngày 10 tháng 7 đã từng phát biểu, sự ra đời của quỹ vaccine phòng COVID-19 đã nhận được sự đồng lòng, ủng hộ rất cao của nhân dân trong cả nước và kiều bào ở nước ngoài, cùng cộng đồng các doanh nghiệp với số tiền ủng hộ lên tới hơn 8.000 tỷ đồng đang được sử dụng để mua vaccine phục vụ nhân dân. Mục tiêu của chiến lược vaccine là tiêm miễn phí hàng năm cho nhân dân để đạt được miễn dịch cộng đồng. Trước đó, tại tờ trình của Bộ Tài chính, trình chính phủ về việc lập quỹ hợp tác công tư trong việc mua vaccine ngừa COVID-19, Bộ Y tế đã dự kiến mua 150 triệu liều vaccine để tiêm cho khoảng 75 triệu dân với tổng kinh phí là 25,2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí mua vaccine từ ngân sách trung ương là 16.000 tỷ đồng, còn lại hơn 9.000 tỷ từ việc huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Vaccine dịch vụ, thách thức lớn. Dựa trên phát biểu của người đứng đầu chính phủ cùng kế hoạch mua vaccine như vừa nêu, trên các diễn đàn và mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng rõ ràng chính phủ Việt Nam đã có chính sách tiêm vaccine miễn phí cho dân. Vậy, hà cớ gì lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh lại đề nghị Bộ Y tế quy định giá tiêm dịch vụ? Phải chăng chính sách vaccine của Việt Nam trước sau không nhất quán? Bác sĩ quân đội Phạm Ngọc Thắng, một nghiên cứu sinh chuyên ngành về truyền nhiễm và chống nhiễm khuẩn, nhìn nhận vấn đề này như sau. Theo tôi thì bây giờ bằng mọi giá phải có vaccine để tiêm cho dân, cứu tính mạng dân trước. Tôi biết rất nhiều doanh nhân đã đóng góp nhiều tiền cho quỹ vaccine rồi. Bây giờ, nếu cứ để vaccine đi theo một kênh như thế, tôi nghĩ tốc độ chậm. Xây dựng nhà máy thì từ 6 đến 9 tháng có vaccine cũng không đảm bảo trong khả năng cộng đồng có vaccine để dùng. Cho nên, theo quan điểm của tôi, những người có quyền tiêm vaccine tốt, người có tiền có quyền được mua loại tốt thì dịch vụ chỉ dành cho những người tình nguyện, không thể nào thành phố Hồ Chí Minh đòi thu tiền tiêm vaccine dịch vụ xã hội hóa tùy theo gia đình tự túc, bệnh nhân tự nguyện. Tôi nghĩ đấy là việc tốt, quyền của người có tiền là được tiêu tiền, không có gì là tréo ngoe. Chị Thủy Tiên sống tại quận Tân Bình lại cho rằng đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép tiêm dịch vụ hợp lý ở chỗ dân có nhiều lựa chọn hơn và chủ động được tiếp cận nguồn vaccine đa dạng hơn. Hai message tức là hai thông tin như vậy thì mình sẽ thấy nó xung đột nhưng mình phải hiểu nó trong cái định nghĩa khác nhau ví dụ ủy ban nhân dân thành phố kiến nghị như vậy thì mới có xung đột muốn thu phí dân thành phố hồ chí minh khi tiêm vaccine nhưng bù lại thì dân có quyền lựa chọn vaccine mà dân mong muốn cái này áp dụng cho tất cả các nguồn vaccine mà thành phố có như vậy sẽ đi ngược lại với chỉ thị của nhà nước ở đây người ta đang đề xuất thêm một lựa chọn là bên cạnh tiêm miễn phí nguồn được phân bổ vẫn có những tư nhân nếu có nguồn khác thì vẫn có quyền mở dịch vụ tiêm vaccine cho những người dân muốn chủ động chọn vaccine đồng quan điểm tán thành chị ngọc hà sống tại quận bình thạnh nêu lên suy nghĩ của bản thân cho rằng chính phủ cấp phép cho tiêm dịch vụ thì mình thấy vẫn rất tốt vì hiện tại đang cấp phép cho rất nhiều loại vaccine trong đó có cả của trung quốc thực sự người việt đọc tin tức quốc tế cũng khá e ngại khi phải tiêm vaccine trung quốc cái chính là dân mình tự muốn bỏ tiền để tìm đúng vaccine mà gia đình họ cần. Giá tuy có cao hơn một chút xíu đi nữa nhưng vẫn đúng loại vaccine người ta cần và người ta muốn. Nếu đi theo vaccine của chính phủ thì trên quy định thế nào dưới phải nghe theo như vậy. Riêng bác sĩ Trần Tuấn, ông cho rằng việc chích vaccine COVID-19 cần sự chung sức của toàn bộ hệ thống y tế, nhân lực y tế. Theo bác sĩ Tuấn, Việt Nam không nên tiêm dịch vụ vì điều đó hoàn toàn không đúng mục tiêu trong lúc phòng chống dịch hiện nay. Ông nói tiếp nếu doanh nghiệp nào tự bỏ tiền mua và tự tiêm cho công nhân của họ cũng tốt thôi nhưng còn lại tiêm dịch vụ cho dân thì chắc không có chuyện đấy doanh nghiệp nào lợi dụng chuyện này để làm kinh tế thì tôi cho rằng sẽ phải chịu trách nhiệm trước thực tế sau đó sẽ có quyết định đánh giá trước khi thành phố hồ chí minh quyết bằng cách nào đấy thì họ chịu trách nhiệm nhưng tôi chưa thấy tin tức gì vẫn theo bác sĩ Tuấn, một lo ngại khác khi tư nhân tham gia thu phí người dân nhưng lại sử dụng nhân lực công cho công việc của họ cũng tạo ra những bài toán giải trình về chi phí y tế với người dân. Và đây sẽ là một thách thức không nhỏ. Theo thông tin của Bộ Y tế, đến thời điểm này, các loại vaccine Việt Nam đã tiếp nhận bao gồm Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, Sinopharm trong đó lô 1 triệu liều vaccine Verocell của hãng Sinopharm Trung Quốc do thành phố Hồ Chí Minh nhập về đã được Bộ Y tế đồng ý để thành phố tiêm cho dân. Bộ Y tế của Việt Nam cũng đã nhận mua khoảng 19 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ nhiều nguồn khác nhau. Trong một phát biểu tại cuộc họp khẩn trực tuyến về phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào sáng ngày 12 tháng 8, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết trong quý 3, số lượng vaccine ngừa COVID-19 về không nhiều, nhưng trong quý 4, số lượng vaccine sẽ về dồn dập anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của ttv xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần phát hình sau